Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng theo dõi bản tin tối cùng FBNC. Sau đây sẽ là những thông tin nổi bật trong ngày 3 tháng 10. Trên thế giới, cựu Tổng thống Trump muốn lấy lại tài khoản Twitter. Thủ tướng kế tiếp của Nhật có thể giải tán Hạ viện vào ngày 14 tháng 10. Tại Việt Nam, Biển Đông có thể đón 2-3 cơn bão trong tháng 10. Tuần tới, mưa lớn ở nhiều nơi. Hàng vạn người đi xe máy về miền Tây, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. 96% người trưởng thành ở thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm mũi 1 vaccine COVID-19. Trước khi qua đời vì COVID-19, ca sĩ Phi Nhung đã 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Giá bán trái cây tại các tỉnh thành Nam Bộ chỉ từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Đồng bằng châu Thổ đón mùa lũ muộn. Tiêu điểm thế giới, Mỹ muốn liên minh chặt hơn với Nhật về bộ tứ kim cương. Bức ảnh trong ngày, 3 bức tranh Việt có giá hơn 35 tỷ đồng. Các nền kinh tế hàng đầu thế giới cần phải nỗ lực nhiều hơn tại cuộc đối thoại vào tháng tới của Liên Hiệp Quốc để chứng minh họ quyết tâm chống lại sự nóng lên toàn cầu. Đó là lời kêu gọi vào hôm 2 tháng 10 của ông John Kerry, cùng Ngoại trưởng Mỹ và hiện là đặc phái viên về biến đổi khí hậu trong chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ông Kerry phát biểu trước thềm hội nghị COP26 ở Glasgow, Scotland. Hội nghị dự kiến đề ra các biện pháp tham vọng hơn để gần 200 quốc gia cùng nhau chống lại biến đổi khí hậu, tuân theo thỏa thuận chung Paris ký vào năm 2015 về cam kết giữ cho nhiệt độ toàn cầu tăng dưới mức 2 độ C, tốt hơn là ở mức 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp. Đặc phái viên Kerry phát biểu tại cuộc họp ở Milan, Ý trước thềm COP26 rằng chúng ta hiện có các nước đóng góp 55% GDP toàn cầu đã cam kết tuân theo thỏa thuận chung Paris và nhiều nước khác cũng đang chuẩn bị hành động. Theo Reuters, các chính sách và nguồn quỹ phát triển năng lượng mới từ hai siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc đã làm tăng lên hy vọng cho các nhà môi trường để chống lại biến đổi khí hậu. Thế nhưng nhiều thành viên của nhóm G20, bao gồm các nước phát thải nhiều bậc nhất thế giới như Trung Quốc và Ấn Độ, vẫn chưa thông báo kế hoạch hành động ngắn hạn của họ về khí hậu nhằm cứu lấy hành tinh xanh trước khi quá muộn. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiết lộ ông đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer trước khi rời Nhà Trắng. Trong những tháng cuối nhiệm kỳ, ông Trump đã chỉ đạo chi 18 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch thần tốc để phát triển và phân phối vaccine từ nhiều ứng viên tiềm năng lúc bấy giờ là Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. Dù vậy, Pfizer tự phát triển vaccine của họ mà không nhận tiền từ chính phủ. Bản thân ông Trump cũng đã nhiễm COVID-19 vào mùa thu năm ngoái, giữa lúc cuộc đua tranh bầu cử đến hồi gay cấn. Nói với Yahoo hôm 2 tháng 10, ông Trump cho biết, tôi đã nhiễm bệnh nhưng hồi phục khá nhanh. Tôi không nghĩ tình trạng bệnh nghiêm trọng như những gì báo chí đã viết. Bạn biết đấy, truyền thông đã làm mọi thứ có vẻ rất khó khăn. Dĩ nhiên, việc nhiễm virus cũng không hề dễ chịu. Cựu Tổng thống và cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đều hồi phục từ COVID-19 vào mùa thu năm ngoái và họ đã nhận liều tiêm vaccine trước khi rời Washington hồi tháng 1. Nhưng đến tháng 3, thông tin tiêm chủng của ông Trump và phu nhân mới được tiết lộ. Bất chấp chiến dịch thần tốc của ông Trump được cho là thúc đẩy quá trình phát triển và phân phối vaccine COVID-19 trong thời gian ngắn kỷ lục, nhiều người ủng hộ cựu Tổng thống lại nằm trong nhóm phản đối tiêm chủng. Trong một cuộc meeting được tổ chức gần đây tại bang Alabama, ông Trump đã kêu gọi mọi người chủ động tiêm vaccine. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào quyền tự do của các bạn. Các bạn sẽ làm những điều gì phải làm. Tôi khuyên các bạn nên tiêm vaccine, trích lời cựu Tổng thống Trump phát biểu. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã yêu cầu một thẩm phán liên bang ở Florida ra lệnh Twitter khôi phục tài khoản của ông, tài khoản mà công ty đã xóa vào tháng 1/2021 với lý do có nguy cơ kích động bạo lực. Ông Trump đã đệ đơn yêu cầu ở tòa án quận phía nam của bang Florida cho rằng công ty truyền thông xã hội này đã bị các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ ép buộc phải đình chỉ tài khoản của ông. Twitter và một số nền tảng truyền thông xã hội khác đã cấm cựu Tổng thống Trump khỏi các dịch vụ của mình sau khi đám đông những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol trong cuộc bạo động chết người vào ngày 6 tháng 1 năm nay. Cuộc tấn công diễn ra sau một bài phát biểu của ông Trump, trong đó thì ông nhắc lại tuyên bố rằng thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 11 của đảng Cộng Hòa là do gian lận phiếu cử tri, điều bị nhiều tòa án và quan chức bầu cử bác bỏ. Twitter từ chối bình luận về việc bị cựu Tổng thống Trump nộp đơn kiện. Trước khi bị chặn tài khoản ông Trump, có hơn 88 triệu người theo dõi và thường xuyên sử dụng nó làm phương tiện truyền thông của chính mình. Trong đơn gửi lên tòa án, ông Trump lập luận rằng Twitter cho phép Taliban đăng tweet về chiến thắng quân sự của họ trên khắp Afghanistan, nhưng đã kiểm duyệt ông trong nhiệm kỳ tổng thống bằng cách dán nhãn các tweet của ông là bị truyền tải thông tin sai lệch.
Thông tin kế tiếp, theo một số nguồn tin, lãnh đạo mới của đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền của Nhật, ông Fumio Kishida, người sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng vào tuần tới, có khả năng có thể sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 14 tháng 10 để tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 7 hoặc là ngày 14 tháng 11. Ông Kishida sẽ thành lập nội các mới vào tuần sau khi ông được Quốc hội bầu làm thủ tướng trong một kỳ họp bất thường. Nhiệm kỳ 4 năm hiện tại của các thành viên Hạ viện sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 10. Sau khi thành lập chính phủ mới, ông Kishida dự kiến sẽ dành những ngày tiếp theo để trình bày chính sách của mình trước Quốc hội và trả lời câu hỏi từ các nhà lập pháp. Nếu ông Kishida giải tán Hạ viện vào ngày 14 tháng 10, thời gian tổng tuyển cử có thể sẽ rơi vào ngày 7 hoặc là ngày 14 tháng 11. Điều này có nghĩa là hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 sẽ tổ chức ở Rome vào cuối tháng 10. Ông Kishida có thể tham dự. Hôm 2 tháng 10, cơ quan giám sát chống tham nhũng của Trung Quốc cho biết rằng họ đang điều tra một cựu bộ trưởng tư pháp, đó chính là Fu Zhenghua, vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và có những sai lầm mang tầm quốc gia. Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương cũng đã công bố công khai cuộc điều tra nhưng không cho biết chi tiết về cuộc điều tra, như bắt đầu khi nào hoặc đã tiến triển tới đâu. Báo chí cũng đã không thể liên lạc với ông Fu để yêu cầu bình luận. Ông Fu cũng từng là Thứ trưởng Bộ Công an trước khi trở thành Bộ trưởng vào năm 2018. Ông đã lãnh đạo một số cuộc điều tra và đàn áp với những nhân vật cấp cao, bao gồm cả cuộc điều tra về cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, người bị kết tội tham nhũng và là đối thủ chính trị số 1 của Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông Tập vừa nhậm chức. Theo Bộ Thương mại Campuchia, khoảng 3,8 triệu tấn nông sản ngoài gạo đã được nước này xuất khẩu ra thị trường nước ngoài trong 9 tháng đầu năm nay. Bất chấp cuộc khủng hoảng COVID-19 toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp, con số tăng tới 46,47% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng mạnh nhất là sắn, hạt điều, chuối, bưởi, xoài, tiêu và ớt. Trong khi đó, thì xuất khẩu ngô, thuốc lá và rau lại giảm. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, thì Campuchia cũng đã xuất khẩu gần 100 loại nông sản ngoài gạo sang nhiều nước khác nhau trên thế giới, thu về hơn 2,7 tỷ đô la. Tiêu điểm thế giới ngày hôm nay là về Mỹ và bộ tứ kim cương. Thưa quý vị, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks mới đây cũng đã cho biết rằng Washington muốn làm việc với Tokyo chặt chẽ hơn dưới thời thủ tướng mới để thúc đẩy bộ tứ kim cương gắn kết và đi vào thực chất. Bà cho rằng Hoa Kỳ có một mối quan hệ đồng minh rất lâu dài và bền chặt với Nhật Bản. Hoa Kỳ không lo ngại khi Nhật thay thủ tướng bởi việc này là bình thường tại những quốc gia dân chủ. Bà tin rằng dựa trên những nỗ lực của chính quyền Hoa Kỳ trước đây dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump lẫn chính quyền hiện tại của Tổng thống Joe Biden, hợp tác Mỹ-Nhật nói riêng và trong bộ tứ kim cương nói chung sẽ được thúc đẩy, mang lại lợi ích cho nhân dân bốn nước, thúc đẩy sự thịnh vượng và bảo vệ ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước các thách thức, nhất là từ những nước hung hăng như là Trung Quốc và Triều Tiên. Trong tháng 10 này, cơ quan khí tượng dự báo Biển Đông có thể đón 2 đến 3 cơn bão. Được biết, các trận bão và áp thấp nhiệt đới sẽ tác động chủ yếu đến các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ. Riêng vào tuần tới, mưa lớn xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước. Cụ thể hơn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng 2 đến 3 xoáy thuần nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông trong vòng 1 tháng tới, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt động vào những ngày giữa tháng 10 và có xu hướng gia tăng dịp cuối tháng. Như vậy, nhiều khả năng miền Bắc sẽ đón đợt se lạnh đầu tiên của mùa thu năm nay vào giữa tháng 10. Còn vào 2 tuần đầu của tháng, một áp thấp nhiệt đới khả năng xuất hiện ở vùng biển phía đông, khu vực giữa Biển Đông gần Philippines. Theo số liệu tính toán mới nhất, áp thấp nhiệt đới khả năng di chuyển về phía Tây Bắc và mạnh lên thành bão trong ngày 7 và 8 tháng 10. Cơ quan khí tượng đang theo dõi các kịch bản về diễn biến của hình thái này. Ngoài ra, theo cơ quan khí tượng, tháng 10 và 11 năm nay cũng là cao điểm trong mùa mưa bão cho khu vực Trung Bộ, với lượng mưa được dự báo cao hơn 15-30% so với trung bình nhiều năm. Sau khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận Bình Dương, Đồng Nai nới lỏng giãn cách xã hội, hàng chục ngàn người từ các tỉnh Đông Nam Bộ này đã chạy xe máy về miền Tây, gây ùn ứ giao thông và tiếp đó khiến các khu cách ly bị quá tải. Ghi nhận từ khuya ngày 2 đến rạng sáng 3 tháng 10, có trên 10.000 người chạy xe máy trên khắp các tuyến quốc lộ để về các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng. Trong đó, khoảng 70% số người chọn đi quốc lộ 1 trước khi rẽ vào quốc lộ 60-63, Nam Sông Hậu, Quảng Lộ, Phụng Hiệp. Theo thống kê của các chốt tại Sóc Trăng, từ khuya ngày 2 đến sáng 3 tháng 10, có gần 7.000 người từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi xe máy vào địa phương này. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn chỉ đạo các địa phương yêu cầu người dân hạn chế ra đường. Theo ông Mẫn, đa số người dân về quê bằng phương tiện cá nhân, chưa được xét nghiệm sàng lọc nên tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Tại An Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết ông đã kiến nghị Trung ương tạm dừng cho người dân về quê ít nhất 14 ngày. Các khu cách ly và nhiều trường học của tỉnh này quá tải vì có trên 20.000 người tự ý về quê. Chuyển sang tin tức về tiêm chủng ở thành phố Hồ Chí Minh, từ khoảng một tuần qua, số lượng mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh so với giai đoạn trước, có ngày đạt hơn 320.000 liều. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, trong ngày 2 tháng 10, số lượng người được tiêm vaccine COVID-19 ở địa bàn là gần 228.000 người. Tất cả điểm tiêm chủng đều ổn định, trật tự, không ghi nhận trường hợp phản ứng mạnh sau tiêm. Cũng theo HCDC, từ khi triển khai tiêm chủng đợt 1 đến hết ngày 2 tháng 10, tổng số mũi tiêm được thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh là hơn 11 triệu liều, trong đó có hơn 4,1 triệu người đã tiêm mũi 2. Như vậy, tổng số người trên 18 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ gần 96%, số người tiêm đủ 2 mũi là 57,1%. Tuần qua, nữ ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích Phi Nhung đã qua đời vì Covid-19, để lại nhiều sự tiếc nuối cho người hâm mộ. Mới đây, quản lý của ca sĩ Phi Nhung tiếp tục có những chia sẻ xoay quanh quá trình điều trị Covid-19 của cố ca sĩ. Theo đó, quản lý cho biết vào ngày 14 và ngày 22 tháng 9 vừa qua, thì ca sĩ Phi Nhung đã hai lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Thông tin về quá trình điều trị của ca sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết rằng Phi Nhung nhập viện trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, thở máy. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được lọc máu tích cực, tối ưu máy thở và theo dõi. Ngày 5 tháng 9, tình trạng bệnh có cải thiện, tuy nhiên đến đêm ngày 6 tháng 9, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi hai bên, chuyển biến xấu. Ngày 7 tháng 9, sau khi hội chẩn, bệnh nhân được phẫu thuật màng phổi hai bên và đặt ECMO. Sau đó thì tình trạng có cải thiện, đến ngày 24 tháng 9 bệnh nhân được phẫu thuật. Đến đêm ngày 27 tháng 9, bệnh nhân bắt đầu trở nặng và tụt huyết áp. Trưa ngày 28 tháng 9, bệnh nhân bắt đầu yếu dần và rút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 15 phút. Chuyển sang những tin tức kinh tế đáng chú ý, mới đây thì bà Catherine Tai, đại diện thương mại Mỹ, đã công bố một thỏa thuận về gỗ Việt Nam nhằm giải quyết những quan ngại về môi trường. Thỏa thuận đảm bảo các cam kết nhằm ngăn chặn gỗ khai thác hoặc là buôn bán bất hợp pháp tham gia chuỗi cung ứng bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đại sứ Catherine Tai đánh giá cao những cam kết của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề nhập khẩu và sử dụng gỗ bị khai thác hoặc là buôn bán bất hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh rằng với thỏa thuận này, Việt Nam sẽ cung cấp một mô hình cho cả khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và trên toàn cầu về tăng cường thực thi pháp luật toàn diện đối với gỗ bất hợp pháp. USTR mong muốn được hợp tác với Việt Nam để tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin, bao gồm cả việc thông qua nhóm công tác về gỗ mới được thành lập. Thưa quý vị, với hơn 25 loại cây ăn quả, Nam Bộ có hơn 498,1 nghìn hecta diện tích trồng và chiếm bằng 42,6% diện tích trồng cây ăn quả của cả nước. 5,3 triệu tấn là sản lượng ước tính thu hoạch được của 13 loại cây ăn quả chủ lực ở vùng Nam Bộ, gồm xoài, chuối, thanh long, dứa, cam, quýt, bưởi, nhãn, chôm chôm, sầu riêng, mãng cầu, mít, bơ. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thì các tỉnh thành Nam Bộ hơn 5 tháng vừa qua, khâu tiêu thụ và xuất khẩu các mặt hàng này gặp rất nhiều khó khăn. Trái cây rớt giá kỷ lục, thanh long ruột đỏ còn từ 3-5.000 đồng một ký, thanh long ruột trắng 2-3.000 đồng một ký, nhãn Idor 8-10.000 đồng một ký, chôm chôm 6.000-7.000 đồng một ký, sầu riêng 30-35.000 đồng một ký. Sau khi nhiều nông dân trồng hoa Đà Lạt phản ánh 2,6 triệu cây hoa tương đương khoảng 3,7 hectare diện tích cây hoa cúc bị hư hại sau khi sử dụng thuốc diệt côn trùng mua từ cửa hàng vật tư nông nghiệp Vân ở phường 11 thành phố Đà Lạt, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng vào cuộc. Theo đó, người dân đã phun thuốc diệt côn trùng có tên là TB-700WB sản xuất vào ngày 8 tháng 5 năm 2021. Hàng sử dụng là 2 năm của công ty cổ phần quốc tế nông nghiệp Amazon, địa chỉ ở phường Phú Hữu, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, phân phối qua cửa hàng này. Sau đó thì đã xảy ra tình trạng cháy viền lá non, ngọn hoa rụt lại, không trổ bông hoặc là trổ nhưng chất lượng rất kém. Tỷ lệ cây bị thiệt hại trong mỗi vườn chiếm khoảng 70%. Trong khi đó thì công dụng trên bao thuốc được nhà sản xuất, nhà xuất khẩu ghi rất khó hiểu. Cửa hàng cũng chưa có đầy đủ giấy tờ theo quy định để được phép bán loại thuốc này. Mới đây, mạng xã hội lại xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh một vệt sáng lạ trông như là một ngôi sao băng lớn có màu khá đẹp, khiến cho nhiều người thích thú. Được biết rằng là đoạn clip được đăng bởi một người dân sống tại khu vực Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Thông tin về hiện tượng này, ông Nhâm Xuân Sĩ, giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, cho biết rằng là với những hình ảnh ban đầu được cung cấp như trên thì vẫn chưa thể kết luận việc gì. Nếu hình ảnh này là đúng thì đây là một hiện tượng khá lạ, lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời Quảng Ngãi.
Thưa quý vị, dự kiến vào giữa hoặc là cuối tháng 10 này thì mùa lũ năm nay ở vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ đạt đỉnh. Với tình hình mùa lũ thấp liên tục trong nhiều năm vừa qua, nguồn thủy sản tự nhiên đã suy giảm vì không đủ nước và thời gian để sinh sản. Dù vậy thì mùa lũ vẫn được nhiều người mong chờ như một thứ sản vật thiên nhiên ban tặng. Phù sa châu thổ tưới mát cho vườn cây ăn trái, thủy hải sản làm giàu cho vùng đất nổi tiếng hào sản, mến khách. Dù muộn nhưng thời điểm này nước lũ sông Mekong đã về với mực nước thấp hơn so với trung bình mọi năm. Các chuyên gia dự báo sau Tết 2022, nhiều khả năng đồng bằng sẽ ít bị ảnh hưởng bởi hạn mặn vì các đập thủy điện ở Trung Quốc và 34 đập ở Chi Lu, nhất là ở tả ngạn sông Mekong đã tích nước rất nhiều trong mùa lũ, sẽ xả ra trong mùa khô để phát điện. Cùng với đó là khả năng sắp tới đồng bằng sẽ có mưa nhiều do hiện tượng La Nina. Về tình hình an ninh trật tự, thưa quý vị, Công an quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam Trương Thanh Toàn, 31 tuổi, quê Trà Vinh, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Toàn đã khai chuyên nhắm vào các khu phòng trọ công nhân, xóm trọ thu nhập thấp để trộm. Đối tượng lợi dụng đêm thực hiện trót lọt 15 vụ trộm với tổng giá trị tài sản lên đến 150 triệu đồng. Vừa qua thì các bức tranh của các họa sĩ Việt và các họa sĩ vẽ về Việt Nam đã góp mặt tại phiên đấu giá Pen Stress and Art to Vietnam của nhà đấu giá Agutes của Pháp. Cận cảnh chuyên mục ngày hôm nay xin được chia sẻ với tất cả quý vị những bức tranh này. Bức tranh Trà Đàm có chất liệu mực và màu trên lụa với khổ là 55,8cm x 55,8cm được vẽ năm 1971 của danh họa Mai Trung Thứ có giá 560.000 euro, tương đương 14,7 tỷ đồng. Bức tranh Đan Len với chất liệu mực và màu trên lụa của họa sĩ Lương Xuân Nhị có giá hơn 15 tỷ đồng. Bức điệu múa cổ của danh họa Mai Trung Thứ có chất liệu mực và màu trên giấy lụa, vẽ trên lụa năm 1979, được bán với giá hơn 5 tỷ đồng. Theo giới chuyên gia, với việc ngày càng nhiều phiên đấu giá tranh Việt Nam lên sàn cũng đã chứng tỏ sự quan tâm của giới sưu tập và những người yêu thích hội họa dành cho nghệ thuật hội họa Việt ngày càng tăng. Thưa quý vị, chúng tôi vẫn sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình quốc tế và trong nước ở các bản tin sau. Quý vị hãy giữ tín hiệu đồng hành cùng FBNC. Trong lúc dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp, nhiều em học sinh tiến hành học online, thế nhưng không phải em nào cũng có đủ điều kiện trang thiết bị để học. Nhằm tiếp bước giúp các em đến trường, đã có những món quà nhỏ xinh được trao đi tại Cà Mau. Hãy cùng theo dõi tin sáng 30 giây ngày mai để cùng lan tỏa những giá trị nhân văn này. Chỉ vì mâu thuẫn đất đai, đối tượng ở phường Phú Thành, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã chém hai người thân của mình và vừa bị khởi tố. Tương tự vụ việc này sẽ có trong tin tức 24 giờ ngày mai. Đến đây thời lượng dành cho bản tin tối cũng đã hết. Quang Huy cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.